Cái đồ uống đầu tiên Hải sẽ chia sẻ với bạn đó là đồ uống mang tên là Chocolat Baileys kem trứng. Các bạn thấy không? Chocolat Baileys kem trứng. Thì vừa có viết cả tiếng, đọc tiếng Anh, đọc tiếng Pháp, đọc tiếng Việt. Để làm được Chocolat Baileys kem trứng, các bạn cần những cái nguyên liệu như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải làm cái kem trứng trước, đúng không ạ? Các bạn làm kem trứng bằng những nguyên liệu như sau. Chúng ta cần trứng gà nhé. Một số video Hải đã chia sẻ chúng ta phải cần trứng gà tươi và trứng gà, đảm bảo là trứng gà phải ngon. Ngon như nào thì các bạn check lại một số cái video trên YouTube Trần Hải Vua Pha Chế, các bạn vào đó đăng ký Trần Hải Vua Pha Chế. Ở trong đấy có rất nhiều đồ uống khác và đặc biệt là Trần Hải đã giới thiệu rất nhiều về cái quả trứng, lựa chọn quả trứng như nào, đúng không ạ? Kem trứng bao gồm trứng, các bạn dùng gà Ai Cập và các bạn mua những quả trứng tươi một trong 3 ngày và trứng có vỏ màu trắng. Tiếp theo chúng ta có một chút đường vàng, các bạn gọi đường vàng hay đôi khi gọi đường đỏ không sao các nhá, trừ trường hợp người ta gọi đường phên, đường phèn. Tại sao chúng ta không nên dùng đường trắng? Bởi vì đường trắng thì họ đã qua xử lý, qua tẩy trắng và một số những cái chất người ta đưa vào trong nhà máy thì cái mùi của nó sẽ bị, nó đã thay đổi rồi, nên chúng ta nên dùng đường vàng. Đường vàng nó còn một mùi tự nhiên, mùi mật ong và mùi của đất, đúng không? Rất thơm. Các bạn cần một chút mật ong. Mật ong các bạn dùng mật ong loại bình thường thôi, không nhất thiết chúng ta mua lại 500-700 nghìn, 1 triệu một lít làm gì. Chúng ta cứ mua có loại khoảng độ 80 nghìn một chai cũng được, đúng không? 80 nghìn một chai, khoảng độ 500ml hoặc 700ml là ok. Một điều nữa các bạn cần đó là các bạn cần một chút tinh dầu vani. Chúng ta cần một vài giọt vani đó. Tùy mỗi một giọt này chúng ta sử dụng là một quả trứng, nếu các bạn làm 3 quả trứng các bạn dùng 3 giọt. Thế thôi. Thế là chúng ta cho vào, chúng ta đánh ra cái kem trứng. Vạch lượng như nào thì Trần Hải có một bộ phận kỹ thuật có đưa cho các bạn xem cách làm kem trứng rồi, đúng không? Cụ thể là trong cái bài này chúng ta sẽ làm một phần thì các bạn sẽ dùng 2 quả trứng, 5ml mật ong, chúng ta sẽ dùng 1g cái đường hạt này và các bạn sử dụng là 2 cái giọt vani. Thế thôi, chúng ta có người đánh được. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng các dụng cụ. Các bạn lưu ý đánh trứng chúng ta phải sử dụng bằng cái ca hoặc là cái dụng cụ bằng nhựa, không nên sử dụng bằng dụng cụ bằng gì nhỉ? Bằng inox. Vì nếu như các bạn sử dụng bằng inox nó sẽ cái sự ma sát giữa cái dụng cụ máy với cả cái dụng cụ ca nó sẽ làm cho cái trứng chúng ta bị khét, thậm chí nó còn có mùi. Các bạn lấy những con lòng đỏ mà nó còn nguyên này, nó còn dính như này. Còn nếu như những lòng đỏ mà nó vỡ ra rồi các bạn đừng dùng nhé, như thế là sợ những quả trứng nó không còn ngon nữa rồi. Các bạn lưu ý đối với vani nhé, các bạn có thể sử dụng vani siro, có một số chai siro như là siro của Monarch hoặc siro của Torani hoặc gì đó. Nhưng tuy nhiên thì đối với đánh trứng, kem trứng các bạn có thể dùng tinh dầu vani, nhưng mà các bạn nhớ phải dùng loại tốt nhé. Tôi đang dùng loại của Anh đó là Rayer. Nhỏ. Các bạn không nên dùng vani ống, vani bột, vì cái vani ống bột cái loại bột trắng bé xíu này, cái đấy nó có vị hơi cay và cái ở trong nó không có nhiều vani đâu, ở trong toàn là bột đường, bột chua, đúng không? Cái đấy nó không chuẩn. Bạn cho đường. Ok. Chúng ta cho mật ong. Đây là những nguyên liệu cơ bản mà Hải làm. Còn ngoài ra như mình nói lúc trước rồi, các bạn có thể cho một chút rượu rum, hoặc một số người cho một ít sữa đặc cơ. Có những người cho cả sữa tươi nguyên kem cơ. Tại sao họ cho như vậy? Bởi vì là cho rượu rum thì có thể là giúp cho cái trứng nó không bị tanh. Họ cho một ít sữa tươi vào, sữa tươi full cream ấy, sữa tươi không đường ấy, để cho cái trứng nó thêm cái màu nó ngả ra, cái màu nó sáng lên. Nhưng mà với Hải thì Hải nghĩ không cần thiết, bởi vì khi bạn đánh kỹ rồi nhá thì cái màu trứng nó khá đẹp. Chúng ta đánh kem trứng vào nhá. Vậy là để làm được cốc Chocolat Baileys kem trứng cần qua 3 công đoạn. Công đoạn thứ nhất là làm kem trứng, công đoạn thứ hai là làm chocolat, công đoạn thứ ba mới là pha chế. Đó, đây nhá, các bạn nhìn này. mới đánh được có gần 2 phút mà trứng đã bắt đầu chuyển màu rồi, đúng không? Chúng ta khi nào đánh xong các bạn chỉ nhấc lên mà trứng nó không chảy tuột thế này là được. Nếu như có một số người mà không muốn đánh trứng nó quá kỹ ấy, thì họ làm như thế này, nhưng mà họ cho xuống dưới đáy xong cho cà phê lên cũng được, nó sẽ bớt tanh. Còn nếu mà cho cà phê xong cho trứng lên trên thì cần đánh kỹ hơn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành phần kem trứng các bạn nhé. Đối với cả cái máy đánh kem trứng các bạn lưu ý này, chúng ta nên sử dụng cái máy mà nó có lồng nó nhỏ, lồng nó như cái nan hoa, nó nhỏ xíu tròn tròn ấy, thì khi đánh kem trứng sẽ bông hơn và nhanh hơn. Còn nếu các bạn sử dụng những cái dụng cụ nó dày thì đôi khi đánh nó bị lâu hơn một chút. Chúng ta đã kết thúc cái phần kem trứng và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, đó là phần làm cái sô-cô-la. Đây là sô-cô-la Baileys kem trứng, cho nên là nó bao gồm những nguyên liệu sau: một là bột cacao, thứ hai là nước lọc, thứ ba là đường, thứ tư là sữa đặc, thứ năm đó là cái Baileys. Baileys là một loại rượu whisky cộng với sô-cô-la cộng kem và đường rất thơm, và nó đến từ vùng Ireland các bạn nhé. Cái này rất là phù hợp để làm các nhóm đồ uống như là cacao, sô-cô-la, hoặc là ngay cả với cả kem trứng như cái buổi ngày hôm nay. Đầu tiên các bạn sẽ cho nước lọc. Chúng ta làm cái này như một cốc cacao á, làm như một cốc sô-cô-la nóng. Có nghĩa là chúng ta sẽ cho nước, các bạn sẽ cho cacao vào, các bạn khuấy đều lên, đúng không? Ở mỗi một phần cacao ấy, thì mỗi một cốc cacao thông thường chúng ta sẽ sử dụng là 20 g. Tuy nhiên thì một số những cốc nhỏ, vì hôm nay Hải sẽ làm với cốc có rượu nên Hải làm nhỏ, nên Hải sẽ chỉ sử dụng là 15 g thôi, 10 g thôi, 10 g bột. Cái trình tự của chúng ta như sau: các bạn cho nước, cho bột cacao, chúng ta khuấy đều. Ở cái phần khuấy bột cacao bạn lưu ý là chúng ta nên sử dụng những cái đáy nồi và nó hơi cong cong một chút, để khi các bạn sử dụng lồng suối các bạn đánh vào thì nó sẽ không bị các cái góc nó không bị dính bột, nó đều hơn. Đó. Chúng ta cho đường vào. Các bạn cho đường, sau các bạn bật bếp, các bạn đun. Đó. Khi mà đun cacao các bạn lưu ý là chúng ta phải châm liên tục, không được bỏ. Đó. Các bạn đun ở cái nhiệt độ là ở cái công suất là 800W nhé. Khi nó sôi đều rồi các bạn sẽ giảm lửa một chút xuống, giảm nhiệt, chúng ta để là 500. Sau khi chúng ta có được đồ uống này, có được nước rồi, đây các bạn nhìn đây, chúng ta có rồi nước. Vì không có sữa đặc và chưa có sữa tươi cho nên là cái nước của nó màu hơi đen nữa các bạn nhìn thấy không? Đó. Thế thôi, chúng ta đun 1 phút rưỡi, khi nó tan đều, nóng, tan đều, chúng ta xong rồi. Bây giờ cái việc tiếp theo các bạn là chúng ta chỉ cần cho Baileys vào thôi, đúng không? Công thức này thì Trần Hải sẽ chia sẻ bên cạnh, và đây các bạn lưu ý khi cho rượu vào nhé, thì các bạn không đun nữa. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần cuối cùng là cái phần pha chế. Phần chế với nó thì check lại, chúng ta sẽ còn những nguyên liệu: một là sô-cô-la, hai là kem trứng và ba là sữa đặc. Chúng ta sẽ làm đồ uống này. Sau khi có nguyên liệu rồi các bạn sẽ làm. Các bạn lưu nhé, đối với kem trứng, chúng ta trước khi dùng các bạn nên đánh lại, vì cái này mình để từ lúc trước rồi, mình đánh lại một chút thôi. Chúng ta lấy cái cốc này các bạn nhé. Các bạn lưu đây là một cốc đồ uống nóng nên là các bạn sẽ cho vào cốc thủy tinh hoặc là cốc sứ cũng được. Nó ở dạng sứ và ở dạng chất liệu thủy tinh hoặc là sứ, thì các bạn ở đây chúng ta sẽ mình cho vào cốc thủy tinh để mọi người dễ nhìn hơn. Vâng. Chúng ta sẽ cho sữa đặc xuống dưới. Đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cho sô-cô-la. Các bạn lưu nhé, chúng ta làm cho sữa đặc xuống dưới, sau chúng ta cho nước sô-cô-la lên trên. Đấy. Các bạn cần chặn một cái dụng cụ nhẹ nhàng vào đấy. Thế còn phần trên này các bạn cho kem trứng. Kem trứng thì các bạn có thể cho bằng mặt, hoặc là các bạn cho để cái ngấn xuống một chút, không cần thiết phải bằng mặt cũng được. Ở đây thì Hải không để cho bằng và Hải cho nó sẽ hở xuống một chút ở dưới. Đó. Cho kem trứng xong, các bạn sẽ làm cái bước thao tác rất là nhanh, đó là đây, mình đánh lại nhá. Cho kem trứng xong này, nó nổi lên trên, các bạn cho sốt sô la, chúng ta trang trí vậy và chúng ta kết thúc. Hải cho nó đẹp luôn lên bề mặt để Hải trang trí các bạn nhé. Cho đầy lên bề mặt để Hải trang trí. Cho vào phần cuối cùng đó, chúng ta chỉ cần trang trí sốt thôi. Các bạn nhìn Hải trang trí đây. Vậy là chúng ta đã xong một cái ly đồ uống có tên là Chocolat Baileys kem trứng. Và nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Mọi thắc mắc thì các bạn cứ để bên dưới Hải và Cộng sự sẽ chia sẻ cho các bạn và sẽ giải thích các bạn. Chúc các bạn thành công.